hãy cùng nhau chờ mơ đầy những gì lấy hoài à, trời ơi gì đó lấy chậm hoài à, mình chỉ chờ nè. Thì bữa nay là lạc lá đúng rồi nè. Mai quá trời đó. Sáng là vậy mà tức gì. Mai là đào đó, cái bộ đứng lạc lá rồi. Mỗi cái mai phía sau, phía sau mình khấu đi. Vừa dứt cái bài ớt nhái trong lòng mùi hiu của cậu là đi ra. Thôi đừng có cho thay đồ đi. Ơi, không đang quay á. Uống nước nè mọi người. Nè, em chúc sinh nhật Hồ luôn đi. Nè nè. Đang quay á. Không có ai khen chị hết trơn á Dương. Rồi sao? Khốn nạn. Nó khốn nạn thế thật. Ông trai, liền hết của anh trai. Và tất cả anh em nghệ sĩ sẽ chúc quý vị một năm tí an an, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Phượng chúc đi Phượng. Dạ, chúc năm 2020 tất cả mọi người sẽ thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong năm mới nha. Mai Nhung được dạng sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Huỳnh thật luôn đi. Xin chúc tất cả mọi người sẽ được thành công trong cuộc sống. Đông Dương. Quá. Đông Dương. Năm hành tí, chúc mọi người làm tiền vô cả trăm tí. Chuột làm cái gì cũng không có bị tụ. Rồi tới Hồng Quyên. Năm mới Hồng Quyên xin chúc tất cả quý vị có thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Hai ba chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới nha. 1, 2, 3.